여러분 안녕하세요. 오늘의 주제는 한국어 능력 시험 2 0어휘입니다제 발음을 잘 듣고 따라해 볼까요? 진짜가 만 주제가 chúng ta hôm nay là 2000 từ vựng TOPIK. các bạn sẽ tiếp tục v 24, 50 từ vựng tiếp theo. các bạn hãy nghe và 전 각색하다. 각색하다. khaksekhada, khaksekhada, chuyển thể các bạn chú ý, chúng ta sẽ cần phải gấp đôi phụ âm âm tiết thứ hai và nối âm âm tiết thứ ba khaksekhada. quốc nhạc của hàn quốc, khu gạc, khu gạc, khu gạc, khu gạc. quốc nhạc của hàn quốc, các bạn nối âm lên, khu có nghĩa là quốc, ác à, trong từ ưu mát có nghĩa là âm nhạc các bạn sẽ có hai từ này mang nghĩa là quốc nhạc cu gạc biến tấu chân cu kha tả chân cu kha tả chân cu kha tả chân cu biến tấu thành kiến là định kiến chân kiền chân kiền chân kiền chân kiền Thành kiến, định kiến Tỉnh ra hoặc là tỉnh lại Kê tả Kê tả Kê tả Kê tả Tỉnh ra, tỉnh lại Sự ủng hộ hoặc là sự chống đỡ Chi 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 Sự ủng hộ, sự chống đỡ Sức mạnh Hoặc là ưu thế you rể you rể you you Sức mạnh Ưu thế Trao hoặc là đưa Con nè tả Con nè tả Con nè tả Con nè tả Trao, đưa Tâm điểm Hoặc là tụ điểm, tiêu điểm Chô chồng cho chòm cho chòm cho chòm cho chòm tâm điểm tụ điểm tiêu điểm các bạn chú ý gấp đôi phụ âm ở tiết thứ hai đặc trưng gọi là đọc đặc thù kuyu hada kuyu hada kuyu hada kuyu hada đặc trưng đặc thù chính quy hoặc bạn hiểu mang một nghĩa khác mang nghĩa là chính thức dùng khi nói về nhân viên chính thức trong kiêu chỉ trong kiêu chỉ trong kiêu chỉ trong kiêu chỉ chính quy hoặc nhân viên chính thức sự hậu thuẫn hu ẩn hu ẩn hu ẩn hu ẩn sự hậu thuẫn Xử lý hoặc là đối xử hoặc là quản lý Khá là nhiều nghĩa Tha ru da Tha Xử lý, đối xử, quản lý Hoạt động tích cực Hoa kha Hoa 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 Hoạt động tích cực khước từ hoặc là từ chối nhượng bộ sayang hata sayang hata sayang hata sayang hata khước từ từ chối nhượng bộ trên đầu người hoặc là mỗi người ví dụ là gì nhỉ thu nhập bình quân mỗi người hoặc là thu nhập trên đầu người thì bạn có irin tàng irin tàng trên đầu người mỗi người các bạn chú ý nối âm sự cẩn mẫn cưng miền, cưng miền, cưng miền, cưng miền, sự cẩn mẫn tài chính hoặc là vốn cha bùn cha bùn cha bùn cha bùn tài chính vốn vô cùng to lớn vô cùng vĩ đại chỉ đại ha da vô cùng to lớn vô cùng vĩ đại nhìn đối diện ma chu bô tả ma chu bô tả ma chu bô tả ma chu bô tả nhìn đối diện các bạn có từ bô tả mà nghĩa là nhìn ma chu có nghĩa là cái sự đối diện đối diện nhau ma chu bô tả, mang nghĩa là nhìn đối diện nhau, nhìn đối nhau. chạm chán hoặc là đương đầu. tê chi ha tả, tê chi ha tả, tê chi ha tả, tê chi ha tả. chạm chán đương đầu. sự chiến đấu, chon thu, chon thu, chon thu, chon thủ, sự chiến đấu, bắt đầu hoặc là khởi sướng hoặc là bắt tay vào hoặc là lao vào, Porida. 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 bắt đầu, bắt tay vào hoặc là lao vào hoặc là khởi sướng, bị cháy đen biến thành vùng hoang sơ cho tàn, Chô Thô Hoa Tuy Tả, Chô Thô Hoa Tuy Tả, Chô Thô Hoa Tuy Tả. Chô thô hoa tuê tả Chô thô hoa tuê tả Các bạn có Ở đây mang nghĩa là bị cháy đen Tức là các bạn hiểu là cái vùng đất Bị biến thành hoang sơ cho tàn Biến cái vùng biến thành Cái vùng đất biến thành vùng hoang sơ cho tàn Chu thô hoa tuê tả Tuyê tả mang nghĩa là bị chu thô hoa Các bạn hiểu là gì nhỉ Hoang biến thành bị trở thành hoang sơ Bị cháy đen cho tàn

trung sinh ha đà trung sinh ha trung thực trao thưởng và là trao giải si sang ha đà si sang ha đà si sang ha đà si sang ha đà trao thưởng trao giải ao ước hoặc là khao khát ước vọng khát vọng do muôn ha tả do muôn ha do muôn ha tả Yo muôn tha tả Ao ước, khao khát, khát vọng, ước vọng To lớn, rộng lớn, khổng lồ Ko chang ha tả Ko chang ha tả Ko chang ha Ko chang ha tả To lớn, rộng lớn, khổng lồ Duy Hoặc là chỉ, hoặc là riêng Tha mản Tha mản Tha mản Tha mản duy, chỉ, riêng. đặt chân lên hoặc là đạp hoặc là dẫm. tít tà, tít tà, tít tà, tít tà. đặt chân lên, đạp, dẫm. xây bằng đá. sóc trực, sóc trực, sóc trực, sóc trực. xây bằng đá thơ tốt nhất hoặc là điều tuyệt diệu Peng mì Peng mì Peng mì Peng mì Thơ tốt nhất, điều tuyệt diệu Vẻ đẹp kiến trúc Con chung mì Con chung mì Con chung mì Con chung mì Vẻ đẹp kiến trúc Các bạn có từ con trực Con trực là kiến trúc Mi, ngoạn bạn hiểu là Mỹ Tức là hiểu là cái đẹp, vẻ đẹp của kiến trúc Phương pháp xây dựng Cung bọc Cung bọc Cung bọc Cung bọc Phương pháp xây dựng Gập gành gọi là mấp mô lỗ chỗ Ul thung bul thung ha tả 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 gập gành mấp mô lỗ chỗ thẳng hoặc là ngay thẳng pan tư tha pan tư tha pan tư tha pan tư tha tả thẳng ngay ngắn tảng đá lớn hoặc là tảng đá khổng lồ trang tê sọc trang tê sọc trang tê sọc trang tê sọc tảng đá lớn tảng đá khổng lồ đi ngược lại hoặc là đối lập. Có sư rư tả, có sư có sư có sư đi ngược lại, đối lập. Mò mẫm tìm tòi là đào sâu, bu xe bu xe bu bu Mò mẫm tìm tòi đào sâu, các bạn chú ý từ này, phát âm giống với âm bờ, không phải là mô không phải là mờ mà sẽ giống với âm bờ bu sự tiềm ẩn hoặc là tiềm năng cham chè cham chè sự tiềm ẩn tiềm năng tương tự yu sa hata yu sa yu sa yu sa tương tự chất lượng nước su chì su chì su chì su chì su chì chất lượng nước cạn có chì có nghĩa là chất lượng su ở đây là nước sự sinh tồn sen trồn sen trồn sen trồn sen trồn sự sinh tồn sen có nghĩa là sinh, chôn trong từ các bạn hiểu là tồn đấy. sen chôn là sinh tồn. liên quan trực tiếp hoặc là kết nối trực tiếp. trực <laughs> liên quan trực tiếp kết nối trực tiếp. eo <laughs> hẹp hoặc là xích sao. Ba badhata tha badhata eo hẹp xít sao có thể nói được là gì kinh tế eo hẹp chẳng hạn dây dứt áy náy án sư đốc tả án tả án sư dây dứt áy náy chú ý gấp đôi phụ âm ấm tiết cuối khi phát âm hơn nữa và lại katukina tư kina Ka tư kina cao tư khi nào hơn nữa và lại các bạn nối âm lên đón nhận hoặc là tiếp nhận cho pa ta 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 đón nhận hoặc là tiếp nhận các bạn nối âm phát âm xuống âm hờ cho pa ta cho pa ta chúng ta dừng lại ở đây các bạn hãy cố gắng với mỗi từ thì chúng ta không chỉ học thuộc Mà các bạn cố gắng lấy thêm ví dụ xoay xoay, xoay xung quanh từ ấy Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về từ Trong phạm vi của bài thì mình chỉ cung cấp từ thôi Còn cái việc các bạn lấy ví dụ là chúng ta hãy chủ động nhé Hẹn gặp lại các bạn ở nhiều những video sau nữa 여러분 mà 만나요